Không đâu vào đâu, cái chương trình này ví dụ mình muốn đi lấy vợ, người ta cũng muốn lấy chồng thì dễ. À, tôi chỉ thích thế thôi. Em đã ly hôn 5 năm ạ. Em ly hôn năm 2016. Còn em có một bé gái 32 tuổi ạ. Bé đã có gia đình 7 năm. Ba con sao? Ba con ở nhà đối với con là một người như thế nào? Ba con à? Ba con thì giống trang người mẹ. Cô biết là con rất thương ba đúng không? Tại vì đã mấy lần con kềm cái cảm xúc của con rồi. Xin mời nhà gái. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà trai. Xin chào ạ. Rồi, xin mời nhà gái. Mình giới thiệu về mình chút xíu đi ạ. Dạ, em tên là Trần Thị Thanh Trúc. Em 54 tuổi ạ. Em là giáo viên đã về hưu. Là Trúc sinh năm... Dạ, 1967 ạ. 1967, tức là thua chị 1 tuổi. Vâng ạ, em chào chị. 1966. Dạ. Giờ hiện giờ là Trúc đang ở đâu? Dạ, ở với con em và... Ở quận mấy? Dạ, quận Bình Thạnh ạ. Ở quận Bình Thạnh. Vâng. Mình đã về hưu rồi, là bây giờ cái này là mình làm công việc thêm của mình, vâng, đúng không? Vâng ạ. Trời ơi. Chào chị nhà gái nha. Dạ, chào anh Quyền Linh ạ. Dạ. Chắc Linh nhỏ hơn chị, chắc cũng 4-5 tuổi gì đó. Rồi, xin chào anh, giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào anh chú Linh. Dạ. Cô Hồng Vân. Dạ, chào anh. Toàn bạn gái kia với toàn thẻ khán giả, tôi là Nguyễn Văn Luyện. Dạ. Năm nay sinh năm 1962. Năm nay 59 tuổi. Bây giờ xưng hô cũng khó nha. Thôi xin phép là cô Linh gọi là anh cho nó trẻ đó nha anh nha. Dạ. Dạ. Anh là có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Tôi thì điểm mạnh thì sống hòa đồng vui vẻ, hay giúp người, công việc nói là làm. Còn điểm yếu thì hay quên. Dạ. Rồi, còn mình, Trúc nói cho anh nghe đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, năng động, thích chia sẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em là thẳng tính. Dạ, dạ. Mình, gia đình mình sao vậy chú à? Đúng rồi, thì mình tôi nói sao? Là tôi có hai đời vợ. Thì ở một đời vợ trước thì được 1 năm. Dạ. Thì tôi thôi nay là ba mấy năm rồi. Dạ. Không nói lấy vợ sau, thì ở được... hai mấy năm thì bà ấy mất. À, mất ở đây là 8 năm rồi. Ở vậy 8 năm rồi. Mình có mấy người con rồi? Tôi có giờ là 2 người vợ, là 3 người con. 3 người con, giờ con nhỏ nhất là nhiêu? 27 tuổi. Lớn nhất? Lớn nhất là 36 tuổi. Dạ. Bây giờ là anh ở một mình hay anh ở với các con vậy anh? Con thì nó lấy với chồng nó ở riêng một đứa. Còn một đứa thì nó lấy... Thì tôi ở mình, thằng con trai ở với tôi. Mình ở đâu? Còn ở quận 11. Dạ. Dạ. Còn cái thằng Úc 27 tuổi đi nước ngoài này là 5 năm rồi. Dạ. Rồi, còn về phía mình thì sao hả Trúc? Dạ, em đã ly hôn 5 năm ạ. Em ly hôn năm 2016. Còn em có một bé gái 32 tuổi ạ. Bé đã có gia đình 7 năm. Và bây giờ là Trúc đang sống với lại con gái. Dạ, đang sống với vợ chồng bé. Ở trong hàng xóm không có ai mà có thể mình họp, mình tìm đến chương trình hả chú? Tôi lại thích cái chương trình, biết sao không? Tìm ngoài cũng có, các bà tàn là không đâu vào đâu, cái chương trình này ví dụ mình muốn đi lấy vợ, người ta cũng muốn lấy chồng thì dễ. Tôi chỉ thích thế thôi. Thích thế thôi. Ai đăng ký cho chú vậy? Con gái. Con gái đăng ký hả? Để con qua xem nhà gái nha chú ha. Anh đi xe xương bằng anh cho ảnh trẻ trung chứ sao lại chú. Dạ chào chị. Dạ đó. Chào anh Quyền Linh. Chào chị. Chị Trúc muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào chị Trúc? Dạ anh đó biết chia sẻ, cảm thông, đừng có nhậu nhẹt mà hơi nam tính. Dạ. Ít nam nói. Tính. Mình cũng hy vọng rằng mình sẽ cùng nhau làm bạn tri kỷ trăm năm luôn ha. Vâng, Trúc có sở thích là khiêu vũ. Khiêu vũ hả? Dạ. Anh có khiêu vũ được không? Không. Thì chỉ dạy khiêu vũ. Chờ anh đi nữa mà có quen thật rồi về dạy tôi thì tôi biết khiêu vũ. Đúng rồi. Còn bây giờ thì không biết. Đúng rồi, bây giờ thì anh cứ từ để cho Trúc dạy anh. Giờ hình mẫu của anh muốn bạn tri kỷ trăm năm của mình như thế nào? Tôi thì cứ không có mơ mộng gì cả, cứ người cứ cao khoảng 1m50 trở lên được rồi. Hả? Bây giờ người coi như là vui vẻ hai bên gia đình là được rồi. Dạ. Biết gọi là biết trên biết dưới, biết trong biết ngoài. Đúng rồi. Em nghĩ là Trúc bên đây chắc là cũng phải 80-90% cái điều mà anh bên đây mong muốn. Vâng ạ. Bây giờ cảm nay anh đi với ai vậy? Đi với anh chị hai. Mấy con trai. Mấy một cô chị xui với của anh hai. Có chị xui nữa. Có bạn của con trai luôn. Còn con gái thì nó con nó nhỏ quá đi không được. Rồi bây giờ thôi anh hai nói trước đi. Hôm nay tôi cũng thay mặt cho thành viên trong gia đình gồm 5 người. Và chú Luyện đó thì cũng là một người cha rất mẫu mực
vợ rất chung thủy với vợ con và cũng lo cho vợ con cũng như rất là tốt. Yeah. Và đây cũng là con trai của chú Luyện đã cũng rất ủng hộ ban chương trình cũng như cô Hồng Vân và chú Huyền Linh sẽ hoạt động tốt hơn và tạo cho nhiều những cặp sau này thành vợ chồng đại gia đình hạnh phúc cả nước. Và tôi xin cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn ạ. Con trai con trai có thể chia sẻ chút xíu với con chào chú ở đây cô Hồng Vân. Chào cô ạ. Con không biết nói gì nữa. Thấy sao? Con thấy cô sao nè? Con thấy cô được tuyệt vời. Biết thiêu vũ vậy đó là con khoái lắm. Con mong cô được dẫn ba con đi theo vũ hàng ngày. Cảm ơn con ạ. Ba con sao? Ba con ở nhà đối với con là một người như thế nào? Ba con à? Ba con thì dũng trang người mẹ. Cô biết là con rất thương ba đúng không? Tại vì đã mấy lần con kềm cái cảm xúc của con rồi. Nếu mà ba hạnh phúc là con sẽ hạnh phúc rất nhiều đúng không? Cảm ơn con. Điều gì với ba là con có thể nói với ba một điều. Con mong cô với ba được bấm nút ha. Bấm nút chia sẻ hàng ngày với nhau người già. Đúng rồi. Đồng hành với nhau ha con ha. Cảm ơn con. Nhà trai. Bây giờ chị đi với ai vậy? Dạ đi với cô bạn thân là Bích Vân ạ. Rồi, xin mời cô bạn thân. Xin chào anh Huỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân. Cũng sinh năm 1967, bằng tuổi Trúc. Hai đứa học chung hồi nhỏ. Cũng như bạn bè gặp lại thì Trúc kể hoàn cảnh gia đình như vậy đổ vỡ. Thì mình đi tìm chương trình bạn muốn hẹn hò và kết nối với Trúc để tìm mảnh vỡ còn lại cho Trúc. Tại vì hạnh phúc của bạn mình chính là hạnh phúc của mình. Cho nên hôm nay thấy chương trình đã ghép đôi cho anh Luyện với lại bạn mình xin Trúc thì mình rất là vui. Mà mình tin chắc rằng một khi ai đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là sẽ dính, sẽ không bao giờ mà tan vỡ nữa. Mình rất là ngưỡng mộ chương trình này. Rồi mình cũng đăng ký luôn đó, mà mình đang chờ. Mình đăng ký đó. Thì mình tin rằng bạn mình hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc thôi. Thì nói tóm lại thì anh Luyện với chị Thanh Trúc rất là xứng đôi vào lửa. Hai người đã mảnh vỡ thì ghép lại sẽ thành nguyên vẹn thôi. Sẽ sống cuộc đời còn lại rất là hạnh phúc, sẽ bù đắp hết. Chúng tôi vẫn đang đi tìm một nửa mảnh ghép cho chị nha. Chị đáng chờ thời gian nữa nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai anh chị gặp mặt. Mở rào. Xin chào anh. Lần đầu tiên gặp lại anh chẳng dạ. Má bông thì lúc nào ông muốn em xinh đẹp như bông này. Dạ em cảm ơn anh. Đấy, đưa chị cầm giùm. Đó, anh ơi anh nhận cái bánh nè. Anh coi cái bánh là anh biết con người nè. Em tặng anh cái bánh kem. Dạ nó có hình trái tim. Ý em muốn trao cho anh một trái tim đầy tình yêu thương của em. Dạ cảm ơn. Hay quá. Nay em ở Gò Vấp ở đâu? Dạ em ở quận Bình Thạnh, cư xá Thanh Đa. Thì bây giờ là chương trình này thì chẳng hạn như là anh gì như em nhìn ban đầu thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chất phác, thật thà, anh cũng nam tính như em thích. Vâng. Cảm ơn em. Thì anh thấy em cũng đẹp gái, cũng xinh. Thì mình cứ cho nhau cơ hội để bấm nút. Anh không biết nói gì đâu, còn kêu vũ anh không biết kêu đâu. Nói em có thể tập cho anh đứng đoạn dạ, đi. Không, ít đứa về tập thì được, chứ giờ tập nhưng không giống ai như con sâu ấy, kỳ lắm. Không, tôi thử đoạn đi, dạ. Chút thử. Anh đồng ý không? Theo lời anh Linh đề nghị, anh đồng ý không? Không phải, nhập với con sâu đâu mà. Thử đoạn thôi anh. Nào, thử đoạn đi. Không biết tập. Cái đó, thử đứng lên đoạn đi nào. Dễ lắm, xì lô gì đó. Đó, ôm tay sao? Dạ, đây là xì lô nè anh. Vai ạ? Đó, rồi. Đó, ôm eo chứ. Đó, eo. Đấy, đó. Hả? Đó là cứ nhúng qua nhúng dạ, lại cái nhúng qua nhúng lại thôi à. Theo cái điệu nhạc gì đó. Hát một bài nào đó xì lô đi hả? À, anh hát tặng cho. Không biết hát luôn. Thôi vậy hả? Vậy anh không biết hát luôn hả? Chị hát tặng bài đi. Dạ em có bài thơ Sống của nhà thơ Xuân Quỳnh. Em xin đọc một vài câu trong bài thơ đó. Sống bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Những con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Cảm ơn. Bây giờ
Anh thấy trong lòng mình nó sao không anh? Thì cũng thấy rung rinh hết rồi. Rung rinh? Anh quá duyên dáng rồi. Bây giờ anh thấy rung rinh hết rồi. Bây giờ hai người bàn đi coi là ví dụ mình bấm nút hẹn hò tới nay mình sẽ tiến tới xa hơn thì mình ở thế nào, ở đâu? Dạ anh ở quận 11 mà đường nào ạ? Đường nào Đông Quỳnh á? Dạ, ở gần Đầm Sen ạ. Ở kế Đầm Sen. Thôi mình cho cái cơ hội đi. Rồi lấy nhau thì ví dụ là cái chuyện đó thì cứ để từ từ tính. Dạ. Để hai bên cho nó nhão nhuyện hết thì bắt đầu bước tới. Nhão nhuyện là cái gì anh? Đâu, để thơ sâu vô tình yêu nó thâm đạt nhiều đúng hơn rồi, rồi bắt đầu đó. Mình mới tính tới. Đúng rồi, hiểu tới. Nhau nhiều hơn ha. Bây giờ mà mới đầu như là mình nói là sao nói được. Ê, từ giờ này thì mình cứ làm bạn để dựa nhau về nút già ốm yếu thế thôi. Là con với cha không bằng bà đấy ông. Đấy, con bây giờ biết mình một người bệnh mà con nó nghỉ làm cũng không được. Thì chỉ có hai người già mà nuôi nhau mới được thôi. Rồi, chị có mong điều gì ở chỗ anh không chị? Dạ, em mong là anh sẽ trao cho em một tình yêu và một sự quan tâm hoàn hảo nhất. Rồi, anh sẽ trao. Anh chào nhá. Cảm ơn anh. Mà anh ơi, em cảm giác chút đó, nó hơi lãng mạn đó. Cho nên là anh tập lãng mạn đi. Thì từ từ đi, mình bỏ cái lãng mạn. Không, anh phải cập nhật thêm lãng mạn. Cùng lãng mạn. Bây giờ trẻ còn lãng mạn còn nhảy nhót. Chứ nói già mà nhảy nhót là té chết đấy. Dạ, nhưng mà thấy anh tặng hoa là em thấy anh lãng mạn rồi đó. Em thấy anh mà tặng hoa. Con gái nó mua. Nó mua. Là tôi chở đấy, con mua hết cho bà hết. Ví dụ mà không phải gái mua mà nếu anh là người đi mua quà anh sẽ mua cái gì tặng cho Trúc? Thì cũng mua hoa mà không biết đâu hoa gì thôi. Cũng ra người ta bán gì thì mua cái đó. Đúng. Bây rồi. Giờ hẹn hò đầu tiên anh sẽ hẹn hò chị Trúc ở đâu nè? Bất cứ ở đâu cũng được, không có quan trọng. Sao không rủ đi Vũng Tàu hay đi biển hay đi Đà Lạt rồi cho vui? Thì cái chuyện đấy từ từ. Cái gì cũng phải từ từ chứ như gấp quá cũng không có được. Tôi thấy chương trình có hai vé phim thì tôi là cái đó là ngày đầu tiên mình sẽ gặp hai đi. À, có vé phim hồi đó chương trình mình là... Hồi đó có vé phim giờ hết rồi. Bây giờ có vé kịch Hồng Dân thôi. Còn không là em mời anh cái vé đi xem kịch, hai anh chị đi xem kịch, kịch kinh dị đi đặng cho bà sợ, cái bà hết hồn, cái bà ôm anh. Chị Trúc chị thích gì chị nói cho tôi được quá những người ôm thôi à. Đấy, à. Anh đi coi kịch kinh dị cho em, thế là em kêu mấy bạn hồn cái là Trúc hết hồn, Trúc ôm anh. Thì mình ôm nãy cái gì đâu. Đấy. Thì Trúc thích gì này nói anh nghe đi. Dạ thích được anh che chở bảo bọc à, anh là bờ vai cho em nương tựa về sau. Rồi được cái đấy. Cái đó tốt, cái đó là anh dư sức à. Bây giờ chắc hai anh chị để tay nút bấm đi. Đúng rồi. Mình quyết định. Chị Vân lo mối này đi chị Vân. Lo bây giờ là em nhỏ em thực sự là tới giờ phút này là không có gì phải lo nữa rồi. Bởi vì là anh chị đã tìm ra điểm chung rồi. Em đếm 3 tiếng rồi là hai người. Thứ hai tôi bấm rồi đó. Anh thậm chí tiếng đầu tiên anh bấm cũng được nữa. Một. Đấy, thấy chưa? Hai. Rồi, đó xong. Đó, nắm tay liền. Đấy, bây giờ anh không cần phải xin phép ai cả. Đúng rồi. Và bây giờ anh chỉ cần xin phép Trúc cho anh hôn. Nụ hôn đầu tiên trên má em, xong. Giờ hôn ngay. Vâng ạ. Đấy. Đây là cặp đôi đầu tiên không cần phải xin phép ai cả. Không phải xin phép ai. Không ai lớn hơn họ để. Đấy. Trúc ơi, chị nghĩ là có qua có lại mới toại lòng nhau, em hôn anh gái đi. Vâng ạ. Đấy. Em xin anh. Đấy. Dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng. Từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái này chắc cú rồi. Chắc cú rồi, chắc cú đây. Phải như thế mới được, như đinh đóng cột. Anh chúc anh chị hạnh phúc nha. Đây để em đem bánh kem xuống cho. Bây giờ thì sao? Bây giờ ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Tưởng có gia trưởng không? Dạ em thấy cũng bình thường thôi ạ. Bình thường mà sao không có con gái nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Cũng phải ạ. Tết này về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. À, không phải đừng về cho nên là áp lực nặng nề quá trời quá đó. Anh làm bên ngành cơ khí ấy, thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Mời nhà trai. Đây, mời anh trai ngồi. À, xin mời nhà gái.
Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Tên là gì? Em tên là Hoàng Văn Tưởng, em đến từ Nghệ An. Năm nay em 30 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm nhân viên cơ khí tại công ty Tấn Tài ở Bình Chuẩn, Bình Dương ạ. Em vào Nam lâu chưa? Em làm được 5 năm ở Bình Dương. 5 năm rồi. Dạ. Rồi, bây giờ đến nhà gái mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, quý khán giả xem đài và anh bên kia. Em là Lê Kiều Trang, năm nay em 29 tuổi, thì quê em ở Thanh Hóa. Hiện thì em đang sống tại quận 12 và làm việc cho công ty thương mại của Mỹ tại quận Thủ Đức. Em nói luôn cho bên đàn trai họ nghe đi là cái khuyết điểm và cái ưu điểm của mình như thế nào? Dạ, cái ưu điểm của em ấy thì là em luôn luôn có suy nghĩ tích cực lạc quan, sống thì chân thành, nhiệt tình với mọi người. Còn cái khuyết điểm của em ấy thì là em hơi cầu toàn một xíu. Với bản thân em thôi, còn với mọi người thì em rất là thoải mái. Rồi mời nhà trai. Dạ, em ưu điểm của em thì em không hút thuốc ạ. Vậy em vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em biết nấu ăn và là con người của gia đình ạ. Có khuyết điểm gì nào không? Khuyết điểm thì em hơi rụt rè trước các mối quan hệ mới bắt đầu quen ạ. À, rụt rè từ trước mối quan hệ bắt đầu quen. Dạ. Nhưng vậy... sao quen rồi thì không rụt rè nữa đúng không? Dạ. Với lại khuyết điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi rồi mà chưa biết lấy vợ. À, chưa biết lấy vợ. Nhưng mà có mấy mối tình rồi? Em chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả Tưởng hả? Dạ. Hồi xưa giờ em chưa bao giờ yêu thầm trộm nhớ ai nữa. Yêu thầm trộm thì em yêu thầm trộm nhiều nhưng mà em hơi bị rụt rè trong các mối quan hệ cho nên em không dám tiếp xúc á. Không dám tiếp xúc, không nói là yêu thương luôn. Dạ, khổ thân dạ. Em tôi vậy. Rồi còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em thì có hai mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây 2 năm. À, em chia tay cách đây 2 năm rồi, lý do chia tay? Do là anh ấy hơi gia trưởng. Quen được bao lâu? Cỡ 6 tháng. 6 tháng, thế dạ. Gia trưởng mà chạy luôn. Dạ. Tưởng có gia trưởng không? Dạ, em ấy cũng bình thường thôi ạ. Ừ, bình thường mà sao không có con gái dạ. Nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Cũng phải ạ, bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị, gọi là hơi bị gian nan ạ. Mà dạ, lớn lên thì em có đi... xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út. Mà bên đó thì phương tiện liên lạc nó hơi bị hạn chế. Với lại bên đó cái phong tục tập quán của người ta khác. Giờ giấc nó cũng chênh lệch nhau nhiều. Cho nên là em cũng khó có thể là tiếp cận được một bạn nữ. Chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ lấy vợ ở Ả Rập Xê Út. Bởi vì cũng có ý tưởng cũng không bao giờ được. Lý do? Mình không đủ điều kiện. Ờ, như vậy là 30 tuổi rồi mà mình chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ, chưa có một lần nắm tay ai. Chưa có một lần nắm tay ai, chà, em có áp lực không em? Em áp lực không? Hơi hơi ạ. Vậy thì cái hình mẫu lý tưởng của em thì như thế nào? Dạ, em thì cũng muốn tìm cho mình được một người bạn gái. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng với lễ phép. Ừ. Có cần đẹp gái không? Đẹp có thì cần... cũng dễ nhìn một xíu được. Ừ. Rồi có chịu đặt nặng về chiều cao như thế nào không? Bạn nữ cao tầm khoảng 1m55 rồi lên được. Ừ. Đã lên đây thì xác định là lên đấy để kiếm vợ. Kiếm vợ, quyết tâm cho bằng được. Đó là do em nha, bản lĩnh hay không là do em nha. Dạ. Vừa rồi có ông bạn ở ngoài quê vào, mẹ em có nhắn rồi. Nhắn mấy lời nhưng không phải là nhắn hỏi thăm sức khỏe. Mà có nói là Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. À, không thì đừng về quê. Cho nên là áp lực nặng nề quá trời quá đất. Ừ. Em xin mời anh điều tra, điều nghiên bên nhà gái em nhé. Ừ. Dạ, em chào anh. Chào em gái. Dạ. Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là một người như thế nào? Một người điềm đạm, có hiểu biết, có chí cầu tiến. Nói chung là người ta đủ cái trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy. Nhiều. Anh bên đây có chí cầu tiến nè. Có hết luôn. Trưởng thành cái có hết anh luôn. Anh bên đó là có hết luôn, chỉ có là chưa có người yêu thôi đó. Đúng rồi. Cái gì anh cũng có rồi. Dạ. Được đó. Dạ. Ha. Em đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chú thím với lại hai bạn của em. À. À. Xin mời gia đình, đại diện gia đình đàn gái ạ. Xin chào Hensi, Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là chú ruột của cháu Trang. Mà hiện nay thì tôi đang sinh sống ở Bình Dương. Gia đình ở cháu Trang thì ngoài Bắc. Điều kiện xa nên là cũng không ai vào đây được. Còn đối với cháu Trang thì có thể nói thêm là cháu ngoan hiền và có cái đức tính linh hoạt, thông minh và xác định cái sự nghiệp của mình thì hướng phấn đấu là rất cầu toàn.
cầu tiến. Còn đối với bên trai á, thì qua trình bày của cháu á, thì thực tế mà nói thì với em bên ngoài á, về hình thức rồi qua cái trình bày á, thì chúng tôi thấy là cũng được. Đấy. Có nghĩa là chúng tôi thấy cũng phù hợp với cái điều kiện rồi cái hoàn cảnh. Đấy. Thì bây giờ là chúng tôi cũng lên đây thì cũng mong sau đó là đây là cái duyên để hai cháu là gặp gỡ rồi là trao đổi thêm. Thì nếu mà được á, thì tiến xa hơn, còn không á, thì cũng là bạn bè. Thì chúng tôi cũng mong vậy, như thế. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em, với sếp của em, với có anh em đi cùng. Rồi, xin mời đại diện nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý vị trong khán đài. Em là cấp trên của Tưởng ở trong công ty. Cũng như là theo em làm việc mấy Tưởng từ đó tới giờ, thì em thấy Tưởng là một người không phải nói là hiền mà rất là hiền. Mặc dù là trong công ty chứ thực chất là toàn bộ những người trong công ty đều chọc Tưởng. Ai cũng chọc được Tưởng, kể cả gái lẫn trai. Nhưng mà làm việc thì tốt không? Làm công việc thì rất là tốt, chuyên tâm, chuyên cần, đảm bảo hoàn thành công việc. Theo em thấy Tưởng và bạn gái bên này, thứ nhất là tướng bóc thấy hợp lý. Thứ hai, hai em thì anh thấy là đều là hiền. Có thể đến làm việc đến được với nhau thì là cái tốt. Hãy tạo điều kiện cho nhau, em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Hình như là anh nói đúng đó, hai người rất là hợp với nhau nhiều thứ luôn á. Bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Mở rào. Bắt đầu công việc của mình đi Tưởng. Đây, mình nhận mình quay rồi. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cũng có món quà tặng anh. Anh cảm ơn. Dạ. À, tặng cuốn sách có ý nghĩa quá hả? Dạ. Sao ý nghĩa sao em muốn tặng cuốn sách Hiểu Về Trái Tim này em gái? À, trong cái cuốn sách này thì em cũng rất là tâm đắc. Nó cũng có những cái triết lý mà có những cái trải nghiệm sống sâu sắc. Khi mà mình đọc cuốn sách thì mình cũng có thể hiểu được cái diễn biến tâm lý cũng như là cái cảm xúc của mình. Tại sao lý giải được cái cảm xúc, tại sao nó lại như vậy để mình có thể có một cái cuộc sống thật là bình yên, thật là hạnh phúc ạ. Cảm ơn em. À, món quà của anh có một chú gấu. Anh muốn là gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu. Về em sẽ để đến giường của em, đầu giường của em. Có thể là mỗi tối thì nó có thể là được ngắm nhìn em mỗi tối. Hoặc là nếu như mà em muốn ốm nó cũng được. Dạ, em cảm ơn anh. Tuy nhiên nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà nếu như mà em muốn một chú gấu mà ấm áp hơn và lớn hơn thì đây là, đó là anh. Dạ. Và chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, mình ngồi xuống đi em. Hai bạn cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Có vẻ là ít nói. Đúng rồi, anh cũng phải là ít nói. Nhưng mà mới giao tiếp lần đầu thì anh cũng hơi rụt rè một chút xíu. Anh thấy em thì cũng người cũng tình cảm, cũng thoải mái. Hy vọng là chúng mình cho nhau một cơ hội để tiến tới có một cái kết cục nó tốt đẹp hơn. Dạ. Theo quan điểm của em như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Em thì em quan niệm là trong tình yêu thì cần có phải sự tin tưởng chung thủy và cùng nhau xây dựng nó với có thể là đi với nhau lâu dài và hạnh phúc đó. Quan điểm của anh thì như thế nào ạ? Thì anh cũng quan điểm về tình yêu phải chân thật với tin tưởng nhau, có gì thì hãy chia sẻ cho nhau và em hãy cởi mở cái lòng mình một xíu để anh có thể tiếp cận được em trong thời gian có thể nó gọi là nó rút ngắn bớt, nó thuận lợi thì Tết nay có thể mình về ra mặt cũng được. Dạ. Anh làm bên ngành cơ khí ấy, thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Trước giờ anh có cảm tình đơn phương với ai hay như nào không anh? Không, nói chung cảm tình thì anh chỉ có thích thoáng qua thôi. Nhưng mà để mà cảm tình, để mà mình si mê này kia anh chưa có. Chưa có cảm tình với một ai luôn đó. Nhưng mà thật sự là bây giờ em ngồi nhìn cô gái bên đó đi. Em có một chút xíu gì cảm tình, một chút gì đó, gọi là con tim nó có thay đổi, một rung động gì chưa? Dạ, ở đâu á? Ở đây hay là... Đấy, ở đây, đấy, ở đây. Anh hỏi đâu giờ? Ở đây thì tất nhiên anh em gặp bạn nữ thì em cảm thấy là cũng thích rồi. Nói chung cái con tim của em nó đập rất nhanh, rất hồi hộp. Trong nói của em nó cũng hơi luôn. Bây giờ nè, mình còn thêm một chút giao lưu cảm xúc nữa ha. Mình biết tới, mình nắm tay hai cái tay cô gái, đứng lên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn nào, để mình trao nhau cảm xúc ban đầu. Mình hãy cho nhau một cơ hội nha em.
Nãy giờ xin cơ hội hoài, nói tiếp đi nào. Nãy giờ xin ba lần rồi đó. Nói về những suy nghĩ của mình với cô ấy đi. Anh thấy em cũng là con người là hiền, cũng chính, cũng mẫu người, cũng giống như mẫu người của anh chọn. Thì em hãy xíu nữa hãy bấm nút nhé. Vâng, xíu nữa mình sẽ biết. Nếu như mà em mà chọn một con người để cho mang lại cho em một sự giàu sang, sung túc hơn thì chắc là anh cũng chưa có thể hứa được. Nhưng mà anh có thể hứa với em là anh có thể mang lại cho em được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, và em có thể cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Yes. Đấy, được đấy. Nào, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát một bài nào đó thật cảm xúc nào. Vấn đề bây giờ em đang chinh phục cô gái đó. Rồi thì nói chung em đến từ Nghệ An. Thì anh sẽ muốn hát cho em một bài Dòng Người Tìm Về, để là em tìm về với anh luôn. Nghe tiếng ái quen giữa dòng người xa lạ, một cái bắt tay nỉ em người mẫu đỏ. Cái giọng quê ta đậm đa sâu nặng, tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương. Tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ, đã gặp nhau rồi ranh dễ lắm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Giờ gặp nhau đây xôn xao tiếng nghệ, mời anh mời chị mời bạn mình ơi, em yêu giọng nghề thì anh dắt em ta cùng về. Thì anh dắt em ta. Dễ thương. Bạn gái hát tát lại đi. Em thì em không có cái năng khiếu hát, nhưng mà em thấy là trong cái cuốn sách này nó cũng có một xíu đoạn thơ mà em cũng cảm giác là mình tâm đắc. Thì em xin đọc cho mọi người cùng suy ngẫm. Ngày mai sẽ ra sao, bây giờ ai biết được, phút hiện tại nhiệm màu, hết lòng với nhau trước. Trở về ghi cho các bạn. Chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động chưa? Một nửa bánh ghép này có phải là của chúng ta hay không? Nếu thật sự, chúng ta đừng ngại ngùng gì cả, bấm ngay cái nút bấm đó, không cần đếm. Còn nếu không, thì chúng ta để dành nút bấm đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm hả? Em gái không bấm. Không sao. Thật sự là có vẻ em cảm nhận đây là chàng trai nhút nhát hay là như thế nào? Dạ thì thực ra là em cũng thấy anh hơi nhút nhát một xíu, nhưng mà em cũng rất là quý cái sự chân thật của anh, rất rất là chân thật. Thì là em nghĩ là em cần thêm thời gian, nếu mà trước là có thể làm bạn thì còn trong cái giây phút này thì em cảm thấy là mình nên sống thật với những cảm xúc của mình thì sẽ tốt cho cả hai người. Thôi, chúc cho ta sớm tìm được hạnh phúc ở đâu đó xung quanh chúng ta thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình nhận quà của chương trình đi. Rồi, chúc hai đứa mau tìm được một nửa của em. Cảm mình ơn nha. Chương trình. Ok, tự. Rồi, mỗi người một con đường. Rất tiếc cho chàng trai, nhưng không sao. Trên sóng truyền hình có rất nhiều cô gái cũng sẽ nhìn thấy chàng trai đó là một nửa mảnh ghép của mình. Hãy gửi nút bấm về cho chúng tôi nha. Và cũng rất nhiều chàng trai hãy gửi nút bấm về để chọn cô gái của chương trình. Chúng ta sẽ làm quen với nhau và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ là một trong những người có thể chinh phục được trái tim của những người trong gia đình bạn Mối Ngò mà họ chưa bấm nút. Bây giờ chúng mình gặp cặp đôi thứ nhì đi ha. Xin mời. Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3 rưỡi được không em? Cua lời. Đúng rồi. Lấy ba 3 rưỡi ha, tháng ha. Đúng rồi. Được, cũng được, anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời? Dạ, có lấy lại phòng trọ cho thuê cũng được. 3 mối tình nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp không? Đúng rồi. Anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh á, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền á. Nhà trai. Đây, chào anh trai, anh ngồi. Xin mời nhà gái. Mình nói chuyện lớn lên để cho giao lưu cái tiếng nói đầu tiên ha. Rồi chút xíu mình gặp nhau luôn. Mời bạn trai. Dạ, xin chào tất cả quý vị và khán giả trong trường quay. Và chào anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Chào em. Em tên Vũ Hoàng Hiệp.
Năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp em là tự do. Quê gốc của em là Hà Nam nhưng mà sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc gì? Công việc của em là em nhà em có cho thuê phòng trọ. Phường mấy? Ở Phú Nhuận. Nào anh tới anh thuê vài phòng nha. Đợi em đang có dự kiến xây thêm 10 đó. Vậy cho anh thuê 10 phòng đó luôn đi. Anh cho thuê lại thôi chứ gì chứ. Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3,5 được không em có lời. Đúng rồi. Lấy 3,5 hàng tháng ha. Được, cũng được anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời. Trời, có lấy lời phòng trọ cho thuê cũng được. Mình giới thiệu về mình đi bé. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là Võ Thị Ngọc Thủy, năm nay 35 tuổi. Em là nhân viên bán hàng. Rồi em ở đâu? Em ở với ba mẹ em ở Gò Vấp. Em nói luôn đi, một cái ưu điểm gì, nhược điểm gì? Thì tính em trầm tính và ít nói. Thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình. Thì em biết vun vén cho gia đình, biết tiết kiệm, biết sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con. Nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á. Thì biết nói chợ. Phụ nữ thuần chủng đó. Dạ. Đó, phụ nữ của gia đình đó. Dạ. Em quản lý phòng trọ được không? Dạ quá được luôn, anh. Luôn quá em, được. Em rất là thích kinh doanh. Nếu mà có duyên với nhau thì em sẵn sàng về giúp cho anh quản lý phòng trọ. Thấy chưa? Được tuyệt ha. Vời, tuyệt vời. Hiệp, điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ chào em. Dạ. Nói lớn lên coi nè. Dạ. Ưu điểm của em là sống tình cảm. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hơi nóng tính, dễ tin người. Nóng tính cỡ nào? Em im lặng và đi ra ngoài. Ừ, được. Rồi cái đường tình duyên của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Thực tế ra là em có 3 mối tình. Nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á, là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Là đã ly dị rồi, là có một đứa con người, Ở với mẹ. Giờ mẹ tuổi? Mẹ lấy chồng rồi. Được 8 tuổi. Gái hay trai? Con trai. Rồi em có gặp thằng cua 8 tuổi của em không? Năm ngoái em có gặp vì dính dịch. Cái là giờ từ hôm dịch giờ em đi không đi đâu được hết á. Bây giờ em mong muốn điều gì ở cái người phụ nữ đó? Phụ nữ em chỉ cần người ta hiểu chuyện thôi, chân thành thôi, có gì nói đó, tế sống thực tế thôi. Em thì 40 rồi, cái suy nghĩ nó cũng cứng rồi nên em biết lắng nghe nhiều hơn và em hiểu chuyện. Cho tôi hỏi đàn gái xíu nào. Dạ. Đàn gái có đường tình duyên thế nào vậy? Em có hai mối tình, một mối tình là sinh viên, một mối tình là cũng chia tay gần đây. Mấy năm? Một năm, nói chung là anh đó không biết tôn trọng và chia sẻ. Chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ khoảng 3 năm ạ. Nhưng vấn đề chỗ nãy giờ em nghe câu chuyện anh bên đây em cảm nhận thế nào? Em có lo lắng điều gì không hay là em có ngại điều gì không? Em hỏi một câu là hiện tại anh vẫn đang hàng tháng cung cấp cho con phải không ạ? Có cung cấp và để một cái quỹ cho nó nữa. Vấn đề đó anh thì tiền bạc thì anh không có quan trọng cái phải như thế nào hết. Đó là con anh mà. Dù cả kể em cũng vậy. Sau này mà nếu là có chung với nhau á thì anh cũng chu toàn đôi bên cân bằng hết. Ý em á là giả sử như mình có duyên bấm nút với nhau á, dạ. Thì á, em muốn là anh có cái sự rõ ràng với em, đừng có giấu giếm. Tức là em không phải là ích kỷ hay nhỏ nhen gì đâu, em muốn có cái sự rõ ràng với nhau á. Đó vậy thôi. Không hiểu mà. Hôm nay em đi với ai bé? Em đi với mẹ em và ba em. Rồi chào cô chú. Rồi cô chú có ý kiến thế nào về người đàn ông này? Tôi thì tôi không đặt vấn đề quan trọng giàu nghèo hay là chu cấp hay thế nào, dạ. Nhưng mà khéo là người đàn ông biết chăm sóc gia đình, phải thành thật, không rượu chè, hút sách, cờ bạc. Đó là điều tối kỵ của tôi. Bây giờ mình không có nói gì được, tại vì gặp nhau mấy cái phút ngắn ngủi quá, không có nói được gì hết. Thì hai người có thể tìm hiểu nhau, nếu có duyên có nợ thì tốt, còn không duyên không nợ thì cũng như là bạn bè dạ, thôi. Để quên nó chào hai MC Quyền Linh vui vẻ hoạt bát và cô Hồng Vân xinh đẹp vui vẻ. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô ạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bà chị Kết Nghĩa. Rồi xin chào chị. Dạ em chào chị ạ. Xin chào chị Quang, anh Hoàng Linh và chị Hồng Vân. Hiệp ơi, cô bé bên đây rất là xinh. Dạ. Tính tình cũng năng động đó. Thì chị hy vọng là hai đứa cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu ha. Tại vì cái vừa qua cái câu chuyện của Hiệp bên đó thì lúc đầu thì nó hơi trắc trở đó. Chị hy vọng sau này thí dụ như được thì tụi em tìm hiểu kỹ hơn và đến với nhau cho hai bên gia đình vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hai bạn cũng lớn rồi, có thể đủ quyết định tương lai của mình. Mở rào.
bắt đầu đi hiệp. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn. Cảm ơn em. Nói chung là cảm nhận đi, em cứ cảm nhận về anh đi. Ví dụ em có gì chia sẻ với anh. Anh hiện tại ở Phú Nhuận luôn hả? Đúng rồi. Thì hiện tại là em là nhân viên bán hàng, thì sau này em có thể thi lên làm quản lý. Nhưng mà cái hướng của em á là muốn là chồng trụ cột trên kinh tế chính và em bán hàng online. Hoặc là vậy này sau này em sẽ phụ anh quản lý kinh doanh phòng trọ. Thì em rất là thích kinh doanh, thì ý anh thế nào? Cái thật sự ra cái kinh doanh phòng trọ nó chỉ là một cái bàn đạp của anh thôi. Là chỉ một cái để làm chân đi thôi. Còn thực ra cái định hướng của anh là anh qua dịch anh còn mở công ty. Tại vì anh có những cái quan hệ dịch vụ rất là tốt. Anh muốn mở dịch vụ công ty dịch vụ thương mại. Dạ. Thì còn anh biết cái định hướng em như em nói là em có những cái tư tưởng về khoái kinh doanh. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ làm việc với nhau nữa nhiều hơn. Dạ. Dù như không có thành thì cũng thành này thành kia. Dạ. Phải không anh? Nhưng mà anh mong là anh cũng 40 rồi, em thì cũng 35. Phải không? Thì cứ cho nhau cơ hội. Cô bạn này là giống tâm trí tưởng tượng của em không? Dạ, em thấy rất là dễ nhìn mà. Dễ thương nữa. Dễ thương ha. Dạ. Còn em thấy anh này sao? Lúc mở rào ra em thấy... Thật ra thì em không đòi hỏi gì ngoài hình người đàn ông. Em chỉ quan tâm là người đàn ông biết tôn trọng và có sự vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Nhưng mà anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh đó, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền đó. Ta từng làm rồi, từng mở quán bún cá Kiên Giang ở trong phố Bùi Viện rồi. Nhưng mà mình mở ngu quá, mình cứ đưa cho cái cô kia đến nấu, cái tự nhiên cô bỏ đi, cái mình bơ vơ luôn. Dở vô đó đó. Thôi mình nói chuyện tình yêu đi, làm ăn hoài. Vì nãy nghe nói nhà Gò Bắp thì mình ở đường nào em? Em ở đường Cây Châm. À, Cây Châm thì anh từ nhà anh qua đó cũng gần mà. Dạ. Gần xịt luôn á. Thì anh nếu mà được rảnh thì anh có thể mời em đi ăn. Dạ. Mong anh tạo điều kiện cho anh. Dạ. Ok. Ai nhìn anh cái nhìn ban đầu á, người ta cũng nói anh khó gần. Nhưng mà khi nói chuyện anh rồi á thì người ta lại muốn thân. Dạ. Thật. Bởi nhìn mặt anh nó khó chịu lắm, nhìn mặt anh lúc nào cũng châu châu mày này nè. Nói chung nhìn mặt hung dữ á. Thấy cái chân mày không là thấy hung dữ rồi. Ôi. Anh Linh này có làm gì chị Vân không? Chị bị áp lực. Để em biết. Sao là nhìn hồi cái thấy sao nè, ấm áp không? Dạ có. Bây giờ Hiệp tới giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Yeah. Mình trao nhau cảm xúc ban đầu cái lại nắm tay cô gái đi. Đó, bước vậy tới em đi nói Hiệp. Cái gì chân thành nhất đúng đi rồi. Đó, mặc dù nãy là hai người đều ngầm nói là cho nhau cơ hội rồi đó, nhưng mà nhìn thẳng vào mắt nhau nói gì đó. Nhìn mặt anh hung dữ lắm nhưng mà anh rất là dễ thương, mong rằng là mọi thứ là anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Cảm ơn anh. Bằng hành động, anh làm bằng hành động chứ anh dở thì như giặc á. Em cười tươi lên cái coi. Cười đẹp ghê mà nó không chịu cười. À, hát tặng bài đi Hiệp. Em hát một đoạn đứng nước cho mình vui nha. Đúng rồi. Hai tụi em cưới nhau tụi anh vui luôn á, cả nước vui. Và mắc cả quá trời luôn. Ta đi trong mùa nắng sao vàng rực cờ tung bay, rộn ràng về mê say những bước chân rộn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. Yes. À, nhà gái mình làm liền em, đừng để bị thua. Chờ người tên là tên đầu tên rực rỡ, tình trong di vắng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, chàng từ phương xa về như giấc mơ. Giọng giọng nghe rất là xúc động luôn á. Cặp này hát hợp nhau nè. Để xem đây có phải là người để cùng trò chuyện, tâm sự, cùng về chung một nhà hay không. Nếu đúng thì bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Trời ơi gian. Bấm một lượt luôn mới ghê chứ, nghe cái cách cách Quát luôn. Rồi bây giờ nè, có ba má nè. Bây giờ nắm tay, vẫn nắm tay thế nào? Nào, có ba được rồi. Rồi bây giờ em phải xin phép bạn hôn một. Dạ, xin phép hai bác. Xin phép em nè. Đó, trời ơi đúng là cái hôn gọi là dạng ngõ luôn á. Rồi đây là món quà của anh ấy dành cho em. Cảm ơn chị. Đêm nay nè cưng, đi xuống cầu thang đi ngang chào ba mẹ cái. Rồi, một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Toshiba
Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Lúc chuẩn bị tính em tính cưới rồi thì cái cô đó mới nhắn tin cho em là nói em giờ em nói thiệt với anh luôn á là em có ba đứa con rồi. Không biết nói gì hết. Thì đó nghĩ sao nói vậy? Nghĩ sao nói vậy? Kỳ quá. Mặt mới gì kỳ. Mời nhà trai. Em chào anh. Xin mời ngồi. Xin mời nhà gái. Mình sẽ giới thiệu lớn lên cho mọi bên cùng nghe cùng cảm nhận nha. Nào, mời nhà trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em tên là Phan Văn Mẫn, năm nay 42 tuổi, hiện tại đang làm cơ sở sản xuất giấm. Bò nhúng giấm ha. Đúng rồi. Rồi Mẫn quê ở đâu? Quê ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Ở quận mấy giờ? Em ở Hóc Môn. Rồi, xin mời bạn nữ. Dạ, em xin chào các cô bác anh chị. Em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quỳnh Linh. Rồi, em tên là Phạm Thị Kim Cương. Em hiện tại 35 tuổi. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán em là ở Bình Định. Em hiện tại đang là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Mình có ưu khuyết điểm gì nói đi anh Mẫn. Cái khuyết điểm của em thì chắc cũng là cái ưu điểm của em á, là em thẳng tính lắm anh. Ai mà nói em cái gì là em biết, em gặp cái người đó em nói liền. Thì nó cũng là cái ưu điểm của mình. Thì thành ra người ta nói em nhiều chuyện. Đúng rồi đó. Khuyết điểm nặng luôn á. Dạ. Rồi. Em khắc phục nhiều lắm. Khắc phục nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Em xin phép nói về khuyết điểm của em trước ạ. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì em cũng khá là thẳng tính, khó tính. Em cũng đòi hỏi khá cao ở người khác. Ưu điểm của em thì em là một người cũng khá là hài hước, vui vẻ nhưng mà cũng tùy tình huống. Em cũng là người rất là lễ phép và biết tôn trọng người khác. Bạn bè đánh giá thì em là một người suy nghĩ rất là tích cực, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Em là một người của gia đình. Cho nên hai là người những... bị cái hai người thẳng tính hết trơn, gặp nhau hai người chắc mệt lắm. Thôi bây giờ thì mình nói chút xíu được tình duyên của mình đi Mẫn. Thì em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là năm 23, 24 vậy anh, 7 năm. Trời, dài dữ. Sao 7 năm mà sao chia tay? Tình yêu trẻ trâu anh. Thì xong rồi sau này thì em lại quen thêm một cô nữa. Em cũng quen được cỡ 60 năm nữa. Trời đất, mười mấy năm yêu nhau rồi đó hả? Dạ. Lúc chuẩn bị tính em tính cưới rồi thì cái cô đó mới nhắn tin cho em là nói em giờ em nói thiệt với anh luôn á là em có ba đứa con rồi. Thì nói chung là mình chưa có vợ, chưa có con, mình nói cho ra ba đứa con thì mình cũng ớn chứ anh. Nhưng mà quen sau 6-7 năm mà không biết người ta có con trời. Em đã nói em rất là thiệt tình. Giấu gì luôn á hả? Em rất là thiệt tình. Tại vì em về quê chơi thì người ta nói hai đứa con, kêu cái cô đó bằng gì mà. Rồi sao? Mà thật ra nếu yêu thật lòng thì cưới luôn cũng được. Tình yêu em chưa có đủ lớn anh. Nếu lớn là cưới luôn. Dạ. Rồi 4 đứa cũng cưới nữa. 13 năm nay yêu không được gì hết trơn đúng không? Đúng rồi. Nhà trai chuyên chuyên quá. Ừ. Giờ nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chưa có mối tình nào. Đại học thì có thích một anh. Nhưng mà hồi đó thích nhưng mà mình không dám nhích. Thích nhưng mà mình không dám nhích. Nên mình ở tới giờ thôi hả? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng thế nào? Em thì đơn giản dễ lắm. Em chỉ cần người yêu là biết lắng nghe và chia sẻ thôi. Chào nhà trai. Em chào chị. Bên kia người ta nói là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, người rất là dễ chia sẻ. Nhưng mà bên đây người ta nói hoài không hiểu, đôi khi nói hoài mà không có hiểu thì vậy em nghỉ hoài. Chơi luôn. Thì em nói hoài chứ nào hiểu thôi. Đó. Trời, kiên định vậy luôn hả? Thì đơn giản nhưng mà đâu có gì đâu. Đó. Ông nói 13 năm nay rồi đó. Vậy chỉ nhu cầu của anh là chỉ có vậy thôi. Vậy để em có đó. Yêu cầu về ngoại hình như thế nào không? Hình độ khoảng từ 1m58 đến 1m62 thôi cũng được. Chỉ đơn giản thôi. Đơn giản để tôi qua tôi coi trai gái coi sao nha. Dạ. Cho con trai giấm nó qua tặng là quà trước được không? Dạ được không? Dạ được anh. Thôi. Bò nhúng giấm anh. Thèm bò quá. Cho thêm bò đi. Tặng giấm trước rồi bò sau. Chào em gái xinh đẹp. Có một món quà tặng nhà gái trước nha. Dạ, em xin tặng giấm đó. Rồi sau đó nếu mà bấm nút mình tặng thêm ký bò nữa. Tặng thêm ký bò nữa. Em cảm ơn anh. Được không? Rồi bây giờ em muốn có một mối tình lý tưởng như thế nào? Cũng là người chăm chỉ làm ăn, quan tâm đến gia đình. Giám đốc công ty giấm. Dạ, đặc biệt là đừng bị hói và đừng hút thuốc. Hơi nhẹ. Ho hói hiền hòa. Ho hói cái này được không?
Dạ cũng được ạ. À, vậy được. Vậy thì được, chưa được gọi, chưa gọi là hói lắm. Chưa gọi hói đúng không? Dạ. Đây ta gọi là hói hiền hòa. Được rồi. Ok, em đi với ai? À dạ, em hôm nay em không có người thân. Rồi, dạ, được rồi, không sao hết. Có Ngọc Lan lo. Ừ. Rồi, chàng trai đi với ai? Em đi với bạn học thời phổ thông trung học của em, với ông anh, với bà chị. Dạ. Nguyên một xóm luôn á hả? Từ đây dạ, qua đây luôn hả? Từ đây qua đây luôn hả? Trời ơi, nãy giờ tôi thấy ngồi đây tưởng bên nhà gái không hả? Xin chào MC Quyền Linh duyên dáng, xin chào MC Ngọc Lan xinh đẹp. Mẫn là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. À, em rất là ngoan. Em đã cố gắng và làm và sản xuất ra cái sản phẩm của một mình và bây giờ đang đi phân phối rất là nhiều các cái đại lý. Đó là cái tinh thần cầu tín của Mẫn. Về bạn gái bên này á, chị thấy á, thì là Cương đây rất là dễ thương, xinh xắn và chị thấy là rất là phù hợp với Mẫn đó. Nhà Mẫn đã có nhà riêng nè và chuẩn bị tiền để mà làm đám cưới hết rồi. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn chị. Một người đàn ông mà được những người phụ nữ, bạn bè, anh chị mà nhận xét vậy thì mình cũng an tâm đúng không? Bây giờ thì mở rào. Bắt đầu. Rồi. Chào em. Nhận quà. Anh ta gửi quà gửi tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Tặng anh. Dạ. Dạ. Để bàn làm việc. Dạ anh cảm ơn. Dạ. Cái phương châm sống của anh á, theo một câu nói của ông anh thôi, chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ những cố gắng. Thì cái câu nói đó đây chắc cũng có nhiều người biết rồi. Thì cái gì mà ví dụ anh làm không được, anh phải cố gắng anh làm bằng được. Dạ. Anh chưa có người yêu, anh cố gắng anh lăn lộn ở đâu anh tìm bằng được thì thôi. Dạ. Thì hôm nay cũng nhờ chương trình, em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em gặp mặt cô ấy. Cô ấy tên gì nãy nói nhỏ không nghe. Đang ngon tới tự nhiên gãy. Bị gãy khúc liền. Dạ. Dạ em tên là Kim Cương. Tên này giàu lắm. Bây giờ mình đặt luôn nè, giấm Kim Cương. Rồi. Anh nói tiếp đi. Hết rồi. Anh chỉ có, anh đã nói là anh thu ngắn trong một câu nói. Dạ thì em thấy đồng ý với cái câu nói đó của anh ạ. À. Dạ. Thì khi mà mình chưa có cố gắng thì tất cả mọi thứ nó thất bại vì mình chưa cố gắng quá thôi. Cho nên là cái câu nói đó thì đồng ý à. Ừ. Dạ. Là em đang sinh sống ở đâu vậy? Dạ em đang sống ở quận 7. À, nếu mà mình quen được nhau á thì anh có thể gặp mặt được em được mấy lần? Dạ cái đó tùy anh chứ sao em biết được. Tại vì không phải, tại công việc anh cũng rảnh lắm. Chủ doanh nghiệp mà nói công việc anh rảnh lắm nó chết rồi. Không, tại vì thật sự ủa thiệt mà ta làm giám đốc tao muốn đi gì nào tao đi không tao giao. Có nghĩa là cái thời gian mà thí dụ anh và em hẹn hò thì thí dụ em nói chủ động được hôm đúng nay không? Thứ hai nè em rảnh nè, thứ hai anh nghỉ làm anh đi chơi em. À, hoặc là nói chủ là chủ động được. Dạ. Đúng rồi, tao là sếp mà tao cũng nghỉ tao cũng làm thôi. Tại vì em cũng là nhân viên văn phòng cho nên thường thì em sẽ đi làm vào lúc 8 giờ và em sẽ về nhà thì thường vào lúc khoảng tầm 6 giờ. À, dạ. Em thích con trai đầu lòng hay gái đầu lòng? Dạ cái đó chắc tùy duyên đi anh, con cái là tùy duyên ạ. À. Dạ. Chứ anh thì ai cũng được hết, đứa nào cũng được hết. Dạ. Nhưng quan trọng là em chứ không phải anh. Dạ. Chưa chắc ông ơi. Và ông á, hai người đến với nhau được thì Mẫn tính mình ở đâu? Nếu mà về thì chắc em phải về nhà anh ở rồi, tại vì ba mẹ anh cũng lớn rồi. Ba mẹ anh năm nay 70+ rồi. Chứ nếu mà còn trẻ là anh cũng dẫn lên đây nữa. Tại vì lớn tuổi rồi không có đi xa được em. Bây giờ ba ở nhà ở ba mẹ với ai nữa? Rồi chỉ có mình em thôi anh. Vậy là làm dâu đúng không? Dạ. Đó. Dạ em thấy chuyện đó bình thường ạ. Dạ. Bây giờ thì Mẫn bước tới nắm tay Kim Cương hả? Không có bắt tay. Mình đừng có bắt tay đối tác đâu. Mình đâu có đi ký hợp đồng gì đâu anh ơi. Thế này đó. Không biết nói gì hết. Thì đó nghĩ sao nói vậy? Nghĩ sao nói vậy? Kỳ quá. Mắt mới kỳ. Nói thôi mà bây giờ cho em hát một bài đi. Hát một bài là coi như là em nói luôn. Hát xong không? Hát xong phải nói. Hát rồi mới nói, hát khác nói khác. Tại vì hồi nãy em suy nghĩ nhiều lắm bây giờ em quên. Thì giờ hát xong rồi nhớ lại. Nhà mình chung xóm, chung dòng sông, chung một bến đò. Chiều nào đò đưa đôi mình về với cơn mưa. Anh làm ướt chiếc áo ba ba, em chợt nghe lòng mình xót xa. Hàng thề kề bên lòng ấm sao xuyến giấc mơ thuyền hoa. Nói những cái gì từ trái tim. Nếu như mà em cho anh một cái cơ hội mà được làm quen em á. Tại vì thật sự mà nói thì anh cũng ngày xưa bạn bè anh cũng giới thiệu anh quen nhiều kế toán lắm, nhưng mà tự nhiên bây giờ lúc này thời điểm này thì anh lại cần kế toán. Nhưng mà em không phải là kế toán. Nhưng mà nó có liên ngành với em. Nếu mà em bấm nút đi
ngày mai anh rủ em đi ăn ăn cái lễ. Cho em xin lỗi cho xin. Ăn ăn cái lễ tiến sĩ của bạn anh em. Tại vì là ra mắt bạn gái luôn đó. Đúng không? Bạn thân đúng không? Bấm nút hay không bấm nút là quyền các bạn. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Vậy là chúng ta chấp nhận hẹn hò với nhau, đồng ý hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi. Ông muốn vợ lắm rồi. Ở dưới kêu hôn đi kìa. Hãy làm thủ tục đi. Kỳ lắm anh, ngại lắm. Thủ tục đi Mẫn. Trời ơi anh hôn nhẹ lắm. Ừ. Đúng rồi. Không em hài hước lắm á. Cái hôn nhẹ lắm, cái khác nó mạnh. À, đây là những phần quà dành cho các bạn. Em cảm ơn anh chị nhiều, em cảm ơn chương trình. Rồi. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ những mọi cố gắng. Yeah. Đây rồi, đi đường này. Đây quà của đi đường này. Đây đây, Mẫn. Dạ. Xách cái này về chân đi. Cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì sao? Đến với cặp đôi thứ hai thôi nào. Xin mời. Thế thôi, còn cái khuyết điểm của em là hút thuốc thôi. Bằng nói được làm được luôn. Dạ. Làm được, nói được luôn. Nâng lên cũng là mình mà đưa xuống là mình luôn. Vâng, cũng tất cả tháo dỡ cũng là mình luôn. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Em thì bây giờ em chỉ cần người cách đối nhân xử thế trong gia đình đằng nội và đằng ngoại, thế là vậy thôi. Nhà chồng và nhà vợ thế thôi. Không cần gì hết. Trời dễ thương quá. À. Cái khoảng cách ấy không xa lắm. Bây giờ anh bỏ rồi, mẹ đi thì anh con một mà. Thì làm sao mà bỏ mẹ mà đi được? Đó. Không thể nào mà bỏ được. Mời nhà trai. Rồi, ngồi lên trai. Mời nhà gái. Dạ. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Công Lan, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Công. Em năm nay em 47 tuổi. Em sống ở Hải Dương. Rồi Hải Dương mình bay vào đây hả? Em mới bay tối hôm thứ sơ. Trời đất ơi, Hải Dương mình làm gì ngoài đó? Em làm nghề tự do lại bên xe lưng. Em nhận ngoài công việc tự do. Vì em hiện giờ em cũng vẫn đang kinh doanh cả cà rốt. Đang kinh doanh cả... Nói chung là cái gì mình làm được, có tiền thì mình làm thôi. Hay quá. Vì làm nghề tự do mà anh. Hải Dương là cách thành phố Hà Nội, thủ đô 45 cây. 45 cây. Dạ. Bánh đậu xanh. Đúng rồi. Mời nhà gái. Rồi, giới thiệu về mình nha. Chào khán giả xem đài truyền hình và khán giả trong trường quay và chào hai MC. Dạ. Em là Phạm Thị Khoa, năm nay 47 tuổi, quê Thanh Hóa nhưng mà sống tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghiệp thì làm tự do. Rồi, Thanh Hóa thì cũng khu vực phía Bắc mà. Vâng, từ em vô Thanh Hóa chắc khoảng 300 cây. Rồi bây giờ mình nói cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi công. Em thì cái ưu điểm của em thì cái là làm được, nói được. Thế thôi, còn cái khuyết điểm của em là hút thuốc thôi. Bằng nói được, làm được luôn. Dạ. Làm được, nói được luôn. Nâng lên cũng là mình mà đưa xuống là mình luôn. Vâng, cũng tất cả tháo dỡ cũng là mình luôn. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Hút thuốc nhiều không? Có ngày thì cũng hút tới gần gói á. Trời ơi, nhiều quá. Thuốc lào không? Không ạ, hút thuốc lá đó. Rồi. Anh ơi, nếu như mà mình có cơ hội mình bỏ thì mình bỏ đi nha anh ơi. Kể cái đó nó không tốt cho sức khỏe. Nhất trí nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nghe ưu điểm với khuyết điểm của chị Khoa nè. Ưu điểm của Khoa thì cũng tự tin. Nhưng mà khuyết điểm thì cũng thẳng thắn và nói chung là hơi nóng tính. Hiện nay thì Công sống với ai ngoài Hải Dương? Em thì trước đây em lập gia đình một lần rồi. À. Đó, em thì có hai cháu. Hai cháu. Cháu lớn là nhiêu? Cháu lớn thì sinh năm 2000. Là trai hay gái? Là cháu gái. Cháu thứ hai là cháu trai sinh năm 2001. Rồi. Cháu gái hiện tại giờ thì em mở cửa hàng cho trên Hà Nội. À. Cháu trai thì cũng làm răng trên Hà Nội hết rồi. Vậy là có cửa hàng luôn, riêng luôn rồi. Dạ. Trời, giỏi quá. Còn tình trường của mình sao chị Khoa? Tình trường thì mình chỉ có yêu một người và lấy một người. Kết hôn năm 96. Dạ. Nhưng mà đến năm 2014 hôm nay ông xã bệnh mất. À. Chứ không phải ly hôn. Dạ. Thì em lập nghiệp ở ngoài Nghệ An. Sau khi chồng mất thì năm 2014, cuối năm 2017 thì mẹ con lại bắt đầu là cư vào Sài Gòn. Cái là nhà của mình luôn á hả? Dạ.
Giỏi quá. Giỏi quá rồi. Thôi bây giờ mình muốn có một cái người cùng đi với mình quãng đường còn lại là như thế nào? Em trước đây thì em cũng không nghĩ là bước đi bước nữa. Nhưng mà giờ càng ngày con cái lớn lên thì mình cảm thấy giống như sau này cần có một người đồng hành cùng mình. Đúng rồi. À, tiêu chuẩn thì em cũng không đòi hỏi nhiều. Quan trọng là người đó là phải tử tế. Em cũng còn cả gia đình bên nội. Tại vì em vẫn đi lại nên người ta phải thông cảm. Không, điều đó thì em nghĩ chắc chắn là những người đàn ông hiểu chuyện thì họ sẽ tôn trọng điều đó và họ sẽ ủng hộ điều đó thôi chị. Nhà gái đưa ra cái tiêu chí vậy, nhà trai đáp ứng khoảng được nhiêu phần trăm? Mình nói trước thì cũng khó nhưng mà mình đáp ứng được khoảng 60% đi. Hơn đó. Em chào nhà trai. Dạ chào chị ạ. Qua đây để em coi mắt nhà trai như thế nào. Em về em còn tính toán với chị em nữa. Anh ơi, nãy giờ anh nói về tiêu chí bạn gái anh chưa? Chưa. Em thì bây giờ em chỉ cần người cách đối nhân xử thế trong gia đình đằng nội và đằng ngoại, thế là vậy thôi. Nhà chồng và nhà vợ thế thôi, không cần gì hết. Trời, dễ thương quá à. Anh đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với cả cậu mợ với em. Xin chào chương trình, xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào cô Ngọc Lan. Mong hai cháu nó tìm hiểu với nhau làm sao đi đến được cái tốt đẹp hơn. Thì chuyện làm cậu thì chỉ mong thế thôi. Dạ. Ủa sao cậu nói tiếng Nam mà cháu nói tiếng Bắc hả? Vâng. Bố di cư. À, ông ngoại em là vô đây năm 54. Di cư. Rồi, cảm ơn cậu. Cậu. Dạ. Dạ. Ôi, nhà gái, mình đi với ai vậy chị? Đi với em gái và con trai. Chào anh nhà trai bên này ạ. Chào khán giả trong trường quay ạ. Em là Thắm, năm nay em 37 tuổi, em gái của chị Khoa. Em thấy anh bên này thì cũng chững chạc, hiền lành. Nhưng em thấy thì nếu mà xét thì hai người không hợp. Không hợp chỗ nào? Không hợp chỗ nào ạ? Ví dụ đi. Em thấy thì thứ nhất là anh thì ở Hải Dương cũng xa, mà chị em thì con cái cũng lớn rồi mà ở trong này nữa nè. Rồi em nghĩ là hai người hai tính cách chắc chắn là khác nhau không chị? À. Không ai giống nhau cả. Bây giờ hai người cũng nhiều tuổi rồi á. Em sợ nó không còn trai trẻ nếu mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thế còn do chị em nữa, đấy là em cảm nhận như vậy. Okay. Cảm ơn bạn. Nếu chúng ta yêu nhau, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống. Thực ra mà nói, bây giờ đến với nhau thì kể cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi, cũng là cuộc sống. Đúng rồi. Chỗ nào cũng mình làm được thì mình làm. Có thể Thành phố Hồ Chí Minh mà có cơ hội làm, chúng ta vẫn có thể phát triển được. Em trước đây em cũng sống Thành phố Hồ Chí Minh mười mấy năm chứ. Ủa vậy đó hả? Em sống ở đất Bình Dương mười mấy năm rồi. Trời ơi, vậy mà. Vậy giờ vô lại có sao đâu. Phải vì là bây giờ là các bạn Hải Dương giờ nó phát triển. Ừ. Thế em về đấy thì làm phát triển thì nó nhanh hơn. Bây giờ mình mở rào đi cho hai bên trò chuyện đi. Mở rào. Trời ơi, bà em bà gắt quá. Bắt đầu rồi, đi. Rồi, em mời anh. À. Chào. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ em cầm qua đây. Chưa có quà kìa. Dạ, em có món quà gửi tặng anh ạ. Anh cảm ơn nhé. Đó, mà giao với em nhìn thấy anh thì sao? Em nhận xét sao? Đẹp trai. Không, anh thì đẹp trai. Người Bắc thì thường thường hay ăn mặc kiểu vậy thôi, chứ còn thực ra mà nói thì lúc đi làm thì nhìn trông cũng... Nói chung là còn đi mình đi chơi thì đôi khi mình ăn mặc vậy thôi, chứ còn cũng không phải là lúc nào cũng như vậy. Anh thì lái máy suốt thì nói chung người là toàn dầu với mỡ thôi. Dầu mỡ về tắm hết rồi có gì đâu. Hay quá. Rồi. Nhưng mà quan điểm em ở sống ở Sài Gòn mà anh hiện tại đang ở Hải Dương thì em thấy cái quãng đường nó xa thế thì em nghĩ sao? Thì địa lý thì bây giờ, đối với địa lý thì bây giờ nó không có quan trọng nhiều. Quan trọng là có phù hợp để mà đến với nhau hay không thôi. Chứ còn địa lý bây giờ đâu có sáng ăn phở Sài Gòn, chiều ăn phở, trưa ăn phở cơm Hà Nội. Anh thì, quan điểm của anh thì này, cái gì cũng là cái duyên cái số. Điều đầu tiên anh phải nói vào cái từ duyên đã. Khi có duyên thì cuộc sống ở đâu cũng là cuộc sống. Còn đã không có duyên thì... Tất nhiên là mình kể cả có gần nhau cũng không có được cuộc sống hạnh phúc được. Nhưng đã có duyên rồi thì cho dù anh ở ngoài Hải Phòng đi chăng nữa, hay Hải Dương đi chăng nữa, em ở Sài Gòn chăng nữa, chỉ trong vòng 2 tiếng hồ là mình lại gần bên nhau ngay, có gì đâu. Đúng không? Nhưng quan trọng nhất là cái duyên.
Người ta từ nước ngoài tới bay về đây, tao còn yêu nhau được mà. Còn cuộc sống từ đây bay nước ngoài cũng yêu nhau được mà. Mình làm ở đâu mà tạo điều kiện cho cái thu nhập cuộc sống của riêng mình nó có đủ khả năng thì mình làm thôi. Anh không quan trọng là phải về ngoài Bắc hay là phải vô Sài Gòn, cái điều đấy nó không quan trọng. Anh thì hiện tại giờ cũng còn mẹ già, còn bố thì mất rồi. Yeah. Đôi khi thì cuộc sống anh đi làm ngày làm đêm á, cũng không có người ở nhà thì cũng con cái bảo thôi hay là bố lấy vợ đi. Nhưng mà thực ra mà nói là lấy vợ thì cái từ lấy vợ thì nó đơn giản, nhưng mà tìm người để mà nó đồng cảm với mình thì này, thực sự đó là hơi khó. Nếu bây giờ em với anh mà đến với nhau, anh chắc chắn là sẽ không bỏ mẹ ngoài Hải Dương. Thực để ra mà nói như thế này, anh nói thế này để em hiểu. Mẹ thì nhà anh thì có một mình anh con trai, hai bà chị gái thì ở Hải Phòng cơ. Thế bây giờ mà mẹ thì ở với anh, nếu mà nói để mà đến được với nhau mà để em cũng có con, em ở trong này, anh có con, anh ở ngoài đó cũng còn mẹ già, sau này khi bà mất hay như thế nào thì anh mới có quyền anh quyết định đi được. Còn anh cứ nói thật là bây giờ để bảo anh đi vô đây cuộc sống trong này thì chắc chắn là anh không đi được. Đấy là anh nói trước, quan điểm rất chi là rõ ràng, vì mình đến được với nhau hay không đó là cái sự lựa chọn. Còn bây giờ mình đến với nhau nhưng mà một tháng hai tháng gặp nhau một lần nó cũng không có gì để mà xa cách cả. Cái đó là quyền của mình, có tạo điều kiện cho để mà mình tìm hiểu nhau hay không thôi. Chứ với anh thì anh nghĩ thì nó cái khoảng cách ấy không xa lắm. Vậy anh bỏ rồi, mẹ đi thì anh con một mà. Thì làm sao mà bỏ mẹ mà đi được? Đấy. Không thể nào mà bỏ được. Hai cháu thì ở trên Hà Nội cơ, không có nhà đâu. Nếu như mà phù hợp mà tìm hiểu cảm thấy mà ok thì vô tư chị tư, ha. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ anh công anh hát bài nào đó cho nó ấy tặng cho báo cáo gì? Anh nhìn hình này em cái hát này em xả loạn thế mà em cũng cuốc bài nào dọc đường thì sao? Thôi thế thì chị Khoa đi. Chị Khoa là em thấy chị Khoa cũng văn nghệ dữ lắm đó. Chị Khoa có thể tặng cho anh nè, tặng cho khán giả nè bài hát Tình Anh nhá. Dạ. Thuyền ra sông thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, thuyền có hay sóng lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền như bến sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh, đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Hay quá. Tiến tới mình nắm tay chị Khoa đi, để mình có coi coi là cái nắm tay đó nó có cảm xúc nhiều hay không. Mình phải tấn công dồn dập vô. Xin phép anh nắm tay em. Dạ dạ dạ. Trời ơi, ủa nắm này hồi hộp quá. Nắm hồi hộp rung. Không, nói chung là run, anh không run đâu nhưng mà ra là... Anh mắc cỡ hả? Anh mắc cỡ tí. Cỡ lên đây đi. Thì... Dạ. Run quá trời luôn. Thôi hai anh chị giờ đứng đối diện nhau nhìn nhau xíu đi nè. Rồi ạ. Rồi. Nói chung là nhìn thì... Bằng tuổi nhau á. Thấy cũng đẹp, cũng xinh. Chịu ha. Rồi sao nữa? Chịu ha, chịu ha. Chịu, chịu. Rồi chịu rồi về ghế bấm nút. Bảy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Nếu được cho nhau cơ hội thì mình mạnh dạn bấm cái nút đó. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Mừng chị. Cho nhau cơ hội để chúng cho ta có cơ hội để tìm hiểu nhau ha. Biết đâu Hải Dương với lại Hải Dương với Thanh Hóa thì Thanh Hóa nó cũng gần lắm. Dạ, em vô Thanh Hóa nhiều mà em biết. Xin chúc mừng anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Xin cảm ơn hai em. Rồi biết đâu ngày nào đó Thanh Hóa đón Hải Dương rồi Hải Dương đến Thanh Hóa nha. Rồi. Chúc anh chị hạnh phúc. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ha. Chúng ta cùng chúc cho họ sẽ sớm hiểu nhau, yêu nhau đi suốt cả cuộc đời này. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn